chào các bạn, mình là Cường và đây là chiếc drone DJI Mavic Mini 3 Pro. Và chiếc drone này có rất nhiều tính năng sẽ khiến các bạn phải trầm trồ nha. Vì vậy, trong video này, mình sẽ chỉ ra 8 điểm quan trọng mà các bạn cần quan tâm. Và mình tin đây sẽ là một trong những lý do các bạn lựa chọn chiếc Mini 3 này. Bắt đầu nào! Việc đầu tiên, mình sẽ so sánh các bản tiền nhiệm trước là Mini 2 và Air 2 trong cùng phân khúc. Như các bạn có thể thấy, nó giống với chiếc Air 2 và nó cũng giống với chiếc Mini 2 cũ. Mình thì thấy chiếc drone Mini 3 này là sự kết hợp hoàn hảo từ cả hai con. Các bạn nhìn xem, nó siêu nhỏ gọn, cùng kích thước với Mini 2 nhưng kiểu dáng được mix lại một chút. Tuy nhiên thì nó có tất cả những cái tính năng mà Air 2 đang có và thêm nhiều tính năng khác nữa cơ. Vậy thì chiếc Mini 3 Pro này nằm đâu trong bộ sưu tập của Mavic DJI? Theo mình thấy thì chiếc Mini 3 này không hẳn là một sự lựa chọn thay thế cho Mini 2 đâu nha. Nếu như các bạn đang gặp khó khăn khi sử dụng Mini 2 thì mình tin rằng Mavic Mini 3 là một chiếc drone bạn cần có. Điểm thứ hai, camera góc nhìn điện ảnh. Với việc thiết kế lại phần đầu của chiếc DJI Mini 3 Pro này cho phép camera có thể xoay lên tới 60 độ mà không nhìn thấy cánh quạt. Vì vậy, khi các bạn đặt góc quay vào chủ thể các bạn muốn tả, nó sẽ tạo ra góc quay đậm chất cinematic. Ngoài ra, tính năng zoom điện tử cho phép bạn có các cảnh quay tele, khung hình hành động có chiều sâu. Với tất cả những tính năng này cho phép người dùng tạo ra những khung hình dọc không tưởng. Thứ ba, khả năng chụp ảnh và quay phim. Với chiếc drone DJI này, bây giờ có thể chụp ảnh lên tới 48 megapixel. Và các bạn có thể chụp ảnh JPEG and RAW hoặc là JPEG không. Và các bạn sẽ nhận về một tấm mình lên tới 8K, giúp cho các bạn có thể tối ưu màu sắc cũng như là việc sửa lại hình ảnh nó được tốt hơn. Và bây giờ các bạn có thể chụp ảnh dọc. Với thiết kế tối ưu của chiếc gimbal mà chiếc DJI Mini 3 này đang có thì các bạn sẽ không phải lo về việc căn đường chân trời nữa. Vì vậy, với các bạn nào thích chụp ảnh dọc với góc siêu rộng thì giờ đây chiếc DJI Mini 3 này sẽ làm tốt điều đó. Và mình tin rằng là không có bất cứ một chiếc drone nào của DJI làm tốt hơn chiếc Mini 3 này. Với khả năng quay phim lên tới 60 frame, độ phân giải là 4K, 120 frame độ phân giải là Full HD thì mình tin rằng với những nhà làm phim hay là những nhà sáng tạo nội dung, các bạn sẽ có được nhiều sự lựa chọn để cho tối ưu được cái khung hình cũng như là sáng tạo được nhiều cú máy hơn cho nhiều shot quay. Chế độ quay Cine Light giúp cho các bạn thu được nhiều chi tiết hơn trong khung hình để về các bạn có thể hậu kỳ và tùy biến cái màu sắc của mình theo ý mà các bạn mong muốn. Thứ tư, tracking phiên bản mới nhất. Đây có lẽ là tính năng mà mình thích nhất và cũng là tính năng mà bất cứ nhà làm phim đơn lẻ nào, những người sáng tạo nội dung nào mong muốn có được. Nó sẽ tự động quay follow theo chủ thể mà các bạn khoanh vùng. Và tất nhiên, với Mini 2 thì chưa thể làm được điều này nếu không cài một ứng dụng thứ ba. Nhưng mà mình tin là cho dù có cài đi chăng nữa thì hoạt động nó sẽ không tốt đâu. Vì vậy dùng cái gì trên thiết bị nó có sẵn thì bao giờ cũng tốt hơn, đúng không? Như các bạn có thể thấy là trong cái bài test của mình ấy, thì mình có bước đi thì cái khả năng tracking của nó hoạt động rất là tốt. Và vì là ở trong công viên ấy, thì mình chỉ có thể là test đi bộ và chạy mà thôi. Thì mình có chạy một đoạn trong công viên.
tracking của nó rất là chuẩn và chính xác. Nó đặt cái chủ thể của mình ở giữa khung hình hoặc là giữa 1/3 khung hình nào đó, tùy theo cái cách bạn chỉnh. Với tính năng tracking có sẵn trên chiếc mini bar này, mình khẳng định với các bạn rằng nó hoạt động rất tốt. Việc tự động tránh vật cản là điều không thể thiếu trên bất kỳ chiếc drone nào. Với các phiên bản trước ấy, thì mình thấy là chiếc Mini 2 chỉ trang bị 2 cảm biến mà thôi. Nó là trước và sau. Và chiếc drone này có tới 3 cảm biến được bố trí phù hợp ở dưới bụng, trên lưng và phía trước. Điều này sẽ giúp cho drone trong quá trình bay sẽ tránh được vật cản tốt hơn. Như các bạn có thể thấy trên video mà mình quay được ấy, thì mình đang cố tình điều khiển chiếc drone của mình đâm thẳng vào cây và nó đã dừng lại. Và nếu như các bạn điều chỉnh cái chế độ tránh vật cản trên chiếc drone này thì nó sẽ đi lên hoặc là đi xuống về phía trước để tránh khỏi cái cây cối hay là những cái vật cản xung quanh. Có một điểm mà các bạn cần phải lưu ý là hai bên hông của nó không hề có cảm biến nha. Với một cái môi trường chật hẹp thì mình khuyên các bạn là hạn chế tối đa bay thấp và hãy bay cao lên để tránh những cái vật cản xung quanh, hạn chế rủi ro đối với những người xung quanh cũng như là thiệt hại từ chiếc drone này. Điểm thứ 6 mình muốn chia sẻ với các bạn đó là chiếc tay điều khiển này. Với thiết kế khá là nhỏ gọn, tay cầm nhẹ nhàng, vuông vắn, màn hình hiển thị OLED Full HD và tất cả những cái phím zoom ra, zoom vào rồi thì chụp, quay, nó đều nằm ở trên chiếc điều khiển này. Có một cái khe cắm thẻ nhớ ở trên chiếc tay điều khiển này, giúp cho các bạn có thể quay lại màn hình để tùy biến sáng tạo nội dung cho video của các bạn. Theo như nhà sản xuất công bố thì chiếc tay điều khiển này có khả năng bay lên tới 4 tiếng. Nó tương đương với đâu đó khoảng tầm 8 đến 10 viên pin của Mini 3 Pro. Điểm thứ 7 đó là thời lượng bay. Thì theo như hãng DJI công bố thì chiếc Mavic Drone Mini 3 Pro này nó có khả năng bay lên tới 34 phút trong cái điều kiện lý tưởng. Nhưng mà trên thực tế mình bay thì với khả năng ghi 4K 30 frame thì bay được khoảng tầm 25 cho đến 28 phút thôi. Thì với cái thời lượng như vậy thì mình nghĩ là nó hơi thiếu. Nhưng mà so sánh với các phiên bản tiền nhiệm trước đó ấy, thì như Mavic 2 Pro, Mavic Air 2S thì bay cũng chỉ được khoảng đâu đó từ 20 cho đến 25 phút thôi. Air 2S là 25 phút bởi vì mình cũng có hai con đấy mà. Thì mình nghĩ là cái thời lượng này ấy, nó cũng đủ để đối với bản thân mình bay thì ok. Nhưng mà nếu các bạn cần bay nhiều hơn thì mình khuyên rằng là các bạn hãy mua cho mình phiên bản Flymore với 3 pin, thời lượng đâu đó trên 1 tiếng đồng hồ. Và khi nói về pin của chiếc Mini 3 này ấy, thì với các phiên bản tiền nhiệm trước như là Mavic 2 Pro, Mavic 1 Pro, Mavic Air 2S thì pin nó nằm ở phía trên. Và trong một số trường hợp pin bị phồng ấy, thì một số bạn bè anh em mình có chia sẻ rằng là đang bay thì pin nó rơi ra ngoài. Thì với chiếc Mini 3 Pro này thì thiết kế pin bây giờ nó tối ưu, nó nhét vào trong bụng này. Đấy. Và các bạn sẽ chẳng phải lo về việc là pin bị phồng rồi pin văng ra ngoài, drone rơi xuống đất nữa. Thiết kế rất là an toàn phải không các bạn? Ok, bây giờ đến phần kết luận này. Vậy thì chiếc drone này thực sự dành cho ai? Theo như mình, quan điểm của mình thôi, đó là chiếc drone này sẽ dành cho những bạn thực sự đam mê travel, những bạn sáng tạo nội dung, làm TikTok, bởi những cái tính năng và thiết kế tối ưu mà sản phẩm này đang có. Nó có thể mang đi bất cứ đâu, cho vào trong cái ba lô của bạn cũng được, bỏ túi cũng được luôn này. Khả năng quay phim ngang dọc 4K, chụp hình thì 48 megapixel. Và với tất cả những điều mà mình vừa chia sẻ thì nó là quá đủ để tạo ra một cái video chất lượng phải không các bạn? Ok, và trong tập tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách tạo ra những cú máy điện ảnh trên chiếc DJI Mini 3 Pro này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Bye.